Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại để xem cái loạt bài video hướng dẫn về học phần mềm Illustrator của Đại. Trong cái bài học ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn học cái nhóm, cái thuộc tính, cái tính năng tiếp theo của cái menu Object. Đấy là Blend và Envelope Distort. Thì với cái Blend này thì mình sẽ làm một cái ví dụ để mình hỏi cho các bạn. Mình chọn các bạn. Mình có hai cái hình tròn như thế này và mình tô cho hai cái màu khác nhau. Đấy, bạn nhìn thấy gì chưa? Và bây giờ mình sẽ blend nó. Đấy, các bạn nhìn thấy blend match. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Tức là blend nó chuyển đổi giữa cái hình màu đỏ bên trái và cái màu xanh bên phải đâu, nó chuyển từ cái dải màu và các cái hình tròn. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Ok, ví dụ như bây giờ tôi không thích cái hình này nữa mà tôi thích cái hình này. Tôi thích cái hình đúng sao đi. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Tôi có lên cho cái hình này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái gì nó sẽ ra đúng không? Các bạn nhìn thấy gì chưa? Nó chuyển đổi mềm mại giữa cái hình tròn và từ cái hình tròn nó chuyển thành cái hình ngôi sao màu xanh đúng không ạ? Đấy. Và các bạn có thể làm việc gì với cái một cái blend như thế này ạ? Đấy. Thì để các bạn có thể chỉnh sửa được cái thông tin option của blend này thì các bạn chọn blend. Thì cái blend này hôm trước tôi đã hướng dẫn với các bạn sử dụng bên cái thanh công cụ rồi các bạn. Để là blend thì các bạn chọn đối tượng nhất và cái đối tượng thứ hai đúng không ạ? Đấy. Các bạn blend như thế này cũng ra thôi. Đấy. Đấy, các bạn chọn từng đối tượng một nối với nhau thì nó sẽ ra cái blend đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy gì ạ? Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa các cái thông số, cái thông tin của blend bằng cách gì ạ? Các bạn có thể bỏ cái lệnh blend này bằng cách vào object blend và các bạn chọn đối tượng nha. Object blend và relief blend thì cứ bỏ cái blend này đi đi đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi lại blend lại đúng không ạ? A đến B. Tôi sẽ chỉnh sửa thông tin của cái blend này bằng cách vào object blend, blend option. Các bạn blend option này gồm có những cái gì ạ? Blend mode đúng không ạ? Tôi cho các bạn xem. Rồi, blend mode color. Nó sẽ mềm mại đúng không? Bây giờ tôi chọn cái specify step, tức là tôi chọn khoảng 10 đối tượng thôi. Đúng không ạ? Review, các bạn nhìn thấy gì chưa? Smooth, các bạn nhìn thấy gì chưa? Tức là smooth là nó mềm mại, nó chuyển đổi từ cái hình tròn sang cái hình ngôi sao cả về cái hình khối và cái màu sắc một cách mềm mại đúng không ạ? Đấy. Cách thứ hai là cái option thứ hai là các bạn có thể chỉnh sửa các cái số lượng đối tượng mà chuyển đổi cũng như màu sắc đúng không? Đấy, tôi chuyển 10. 10 là gì ạ? Là 10 là cái hình khoảng ở giữa thôi các bạn, còn hai cái hình gốc ban đầu là không tính. Ví dụ bây giờ thôi cho khoảng 4 thì các bạn sẽ hình dung. Đấy. Bạn nhìn thấy chưa? 1 2 3 4. Còn cái hình màu đỏ và cái hình màu xanh hai bên không tính đúng không ạ? Các bạn có thể chọn các cái orientation đấy nhá. Thì ở đây còn một cái nữa tức là distance là khoảng cách đúng không? Các bạn chọn 4 pixel nhưng mà tôi chọn 40 chẳng hạn. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Để khoảng cách nó đã được giãn ra đúng không ạ? Thì tôi chọn 120 đấy. Giãn ra chưa? Còn mấy ạ? 2, 4, 6 đúng không ạ? Bây giờ tôi chọn 140 đi. Thì nó còn mấy ạ? 2, 4, 5 đúng không? Tôi chọn 160 thì nó còn 4 phía dưới ở giữa thôi đúng không? Các bạn nhìn thấy chưa? 2, 4 đúng không? Đấy, nó tương đương với lại cái việc mà các bạn chọn step là 4 đúng không? Đấy. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Hai cái này giống nhau thôi, nó không khác nhau đâu. Các bạn chọn từng cái một, ví dụ như cái này đi. Tôi ok. Đây là các bạn thông tin blend option cho các bạn, cho các bạn nhiều cái lựa chọn để các bạn sử dụng. Đấy, các bạn ok. Thế thì ok, thế cái này thì
đấy, nó vẫn vẫn là cái đường bát nữa các bạn. À, bây giờ cái đường này thì tôi thêm một cái điểm đấy. Các bạn nhìn thấy gì chưa, các bạn nhìn thấy gì chưa đấy, nó vẫn chạy theo cái đường bát này nha các bạn. Cho các bạn tạo cái đường bát này đấy, thì các cái blend nó sẽ chạy theo cái đường bát này. À, các bạn nhìn thấy gì chưa. À, ok. À, đây brand span. Cái này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau cùng đấy. Cái thông tin tiếp theo, cái thuộc tính tiếp theo của blend tức là reverse span là các bạn thấy gì chưa, nó sẽ chuyển đổi cái vị trí, thay đổi cả cái vị trí cho nhau, tức là màu đỏ sang bên tay phải và màu xanh sang bên tay trái đâu. Đây là mặc định tôi đã làm, đây là sau khi tôi revert nó, các bạn nhìn đi. À, bây giờ tôi revert lại đúng không, các bạn nhìn thấy gì chưa. Replace spy và reverse spy đấy. Nó đổi chỗ cho nhau thôi đấy. Còn cái này là revert from to back, tức là revert từ cái trên xuống dưới, tức là cái màu xanh đi, các bạn nhìn màu xanh thì xuống dưới, màu đỏ cho lên trên đúng không, các bạn nhìn đây, nhìn này đấy, revert blend revert đấy, các bạn nhìn thấy màu đỏ lên trên chưa đấy, các cái thông số đúng không. Rồi tiếp theo là cái pen nha các bạn. Các bạn hãy nhớ là khi các bạn đã ưng ý với cái blend này rồi thì các bạn mới đặt pen. Tại vì sao ạ? Thì khi các bạn đặt pen cái này ra rồi thì các bạn không còn chỉnh sửa các cái thông tin trong cái blend option được nữa. Cũng giống như replace spy, reverse spy, cũng giống như reverse from to back. Đấy, nha các bạn. Đấy. Các bạn đặt pen này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ giã các cái hiệu ứng blend ra. Nhưng các cái đối tượng mà đã được blend thì nó vẫn nằm đúng vị trí, không thay đổi, cũng như màu sắc không thay đổi. Okay, bây giờ các bạn có thể ungroup ra để lấy từng cái đối tượng riêng lẻ ra thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Đúng không ạ? Blend, đúng không ạ? À, cái công cụ tiếp theo là envelope distort, đúng không ạ? Đấy. Envelope distort. Ví dụ như tôi có một cái hình ngôi sao này, đúng không? Tôi muốn envelope, envelope swap, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Envelope swap, cái này nó lại cùng với là một cái công cụ trong effect nha các bạn, là một cái thuộc tính trong effect nó giống nhau. Đấy. Đây tôi sẽ chỉ cho các bạn effect, các bạn thấy gì chưa? Swap, đó, các bạn thấy chưa? Không khác nhau nhá. Và hôm sau tôi sẽ không hướng dẫn cái phần này nữa. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy nó tất có tất cả vào đây. Đấy. Distort, swap. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Ở đây các bạn có chọn nhiều cái hình dạng để swap này. Ví dụ tôi swap theo một cái hiệu ứng mắc cá lồi. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó. Hiệu ứng mắc cá lồi. Đấy. Đấy các bạn nhé, tức là các bạn ép cái hình ngôi sao vào một cái khuôn nào đấy, gọi là swap. Đây là cái bản thông tin swap option đúng không ạ, có rất nhiều lựa chọn là các bạn lựa chọn, ví dụ tôi chọn được cái lựa chọn này đúng không. Các bạn có thể chỉnh sửa cái band này các bạn, cái độ hoặc là theo swap theo chiều ngang chiều dọc đấy các bạn thấy chưa. Đấy, ví dụ như này. À, chiều ngang này. Đấy. Đấy, ví dụ như thế. Ví dụ ngôi sao biết đi các bạn đấy. Các bạn à, thì ok. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Bây giờ tôi đã có một cái swap, rồi tôi append nó ra. Đúng không? Rồi tôi append nó ra này. Append. Đối tượng object. Đó, các bạn nhìn thấy gì chưa? À, tôi lại tiếp tục với lại cái distort.
Envelope is dark. With matte. Bạn thấy chưa? Cái này là envelope matte, tức là cái điểm lưới thôi, cái gì đó. Các bạn nhìn thấy gì chưa? À, cái điểm lưới. Và cái điểm lưới này gì ạ? Đấy, các bạn có thể chỉnh tùy ý, thay vì cái việc các bạn ép nó vào một cái khuôn mà các bạn có thể chỉnh sửa, thì cái này các bạn chỉnh sửa tùy ý nha các bạn. Đấy, ví dụ như tôi đang chỉnh sửa tùy ý đây, eo thì vào một tí này, đấy, mỏ thì lên trên này, đấy, cái tay thì dài này. Đúng không ạ? Mét là các cái điểm lưới thôi. Các bạn có thể chỉnh sửa các cái điểm lưới đó, à, đúng không? À, các bạn object nó thành một cái đối tượng. Được chưa? Đấy. Tiếp theo. Envelope distort match with top object. Các bạn thì cái gì ạ? Các bạn gì ạ? À, tức là distort. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Tức là tôi add nó vào cái hình tròn, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như cái hình tròn này, tôi add nó vào cái hình ngôi sao này. Đấy. Các bạn nhìn nhá. Tôi cũng sẽ các bạn nhìn thấy gì chưa? À. Tức là nó add một cái khuôn, một cái hình mà các bạn đã có sẵn, đúng không? Đúng không ạ? Đấy. Tức với hình tròn này các bạn ơi. Đấy, cái hình tròn này nó sẽ vào cái ngôi sao này. Cũng giống như các bạn add cái ngôi sao này về một cái khuôn mà đã có sẵn, đúng không? Đây. Đây tôi add vào cái hình book này chẳng hạn. Đó, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó, tôi chọn hai cái đối tượng, tức là add cái app swap cái đối tượng hình tròn này vào cái đối tượng ngôi sao đấy, hoặc là tôi đã áp cái đối tượng ngôi sao vào cái đối tượng hình tròn, đúng không ạ? Các bạn có thể chỉnh sửa cái đối tượng hình tròn này ra, đúng không? Hoàn toàn có thể chỉnh sửa nha các bạn. Đấy. Tiếp theo. Distort envelope option. Đấy, ví dụ như cái này. À, đây tôi à, ví dụ bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn một cái dạng khác, tức là ở đây mình có một cái cụm chữ như thế này. Cái hình như thế này đi, như thế này như vậy. Đấy. Bây giờ mình họa cho các bạn thấy được là cái swap của cái distort. Tôi sẽ thêm điểm. Đó. Ví dụ như tôi có một cái hình này. Và bây giờ tôi muốn add cái chữ này vào cái khối này thì nó nào nào. Để tôi chọn cả hai đó, object distort top. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Các bạn có thể chỉnh sửa các cái chữ cái bằng cách click đúp đúng không? Này. Các bạn nhìn thấy chữ góc đúng không? Đây là cái chữ mà đã thực hiện. À, khi các bạn expand ra, nó sẽ ra, ví dụ các bạn vào trong chỉnh sửa lại. Ví dụ như thế. Ví dụ chữ drop it design này chẳng hạn. Không. Thì các bạn có thể chỉnh sửa cái hình mà các bạn chỉnh góc.
đúng không ạ? Đấy. Bằng cách gì ạ? À, các bạn có thể relay nó, object restock dict. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Các bạn có thể kết hợp với các cái nhau để chỉnh sửa đúng không? Thì cái swap này các bạn có ứng dụng rất là nhiều nhé các bạn. Bây giờ tôi đã ok rồi, thì các bạn append nó ra. Đấy, append cái stock nó ra. Append. Được. Bây giờ thành một cái đối tượng riêng lẻ rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, rút nó ra. Ok. Thì trên đây tôi vừa hướng dẫn với các bạn hai cái nhóm công cụ, cái thuộc tính của object, tức là blend và envelope distort. Thì bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái lập bài hướng dẫn của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài hướng dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.